đây. Tiếp tục này, mình sẽ cắt bên này. Rồi. À, và tiếp theo nhé, mình sẽ đi cắt cái phần màu vàng nhạt này nhé các bạn. Mình cũng sẽ cắt 6 cánh này. Các bạn đặt cái phần cánh hoa mẫu vào đây. Rồi. Sau đó thì mình sẽ cắt tiếp những cái phần cánh hoa này. Tiếp tục hai cái cánh nữa này. Đây, cách cắt rất đơn giản thôi, các bạn chỉ cần lưu blue vào và các bạn sẽ lấy cái phần cánh hoa mẫu ở đây, các bạn cắt theo thôi, rất là đơn giản thôi. Đấy, các bạn cắt nó ra này. Rồi, mình sẽ còn hai cái cánh cuối cùng này. Đây nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ đặt nó vào đây. Rồi, mình cắt nó ra nhé. Sau khi mà cắt xong thì mình sẽ đi dán những cái phần cánh hoa này lại để tạo thành một cái phần bông hoa hoàn chỉnh nhé. Rồi, sau đó thì mình sẽ bỏ hết những cái phần rác này sang bên này đúng không? Bây giờ thì mình sẽ đi dán những cái phần cánh hoa này lại với nhau để tạo thành một cái bông hoa nhé. Thì các bạn sẽ dán keo vào cái phần mặt này. Tiếp tục này, các bạn lưu ý là mình sẽ dán so le cái phần cánh hoa nhé. Ví dụ cánh hoa vàng nhạt ở đây, mình sẽ dán tiếp cái phần cánh hoa màu nó đậm hơn đúng không? Tiếp tục sẽ là một cái cánh hoa vàng nhạt hơn này. Rồi, lại là một cánh hoa vàng đậm hơn. Dán vào đây. Tiếp tục. Đây các bạn. Và tiếp cái lần này sẽ là màu vàng nhạt đúng không? Vàng nhạt này. Rồi, tiếp tục. Màu vàng đậm hơn như thế này. Thì đây là mình đang có hai cánh hoa này. Tiếp theo này. Đây như vậy. Rồi, đến màu vàng nhạt hơn này. Tiếp tục sẽ lại là một cánh hoa màu đậm hơn nhé. Các bạn cứ dán xoa le màu như vậy thì mình sẽ nhìn được cái độ chuyển màu nhé.